Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. 30 tập chương trình xin được gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Niger Salifo Modi xác nhận hàng trăm phần tử cực đoan đã tấn công dữ dội một đơn vị quân đội ở thị trấn Kandaji thuộc vùng Tilaberi khiến 7 binh sĩ thiệt mạng trong quá trình can thiệp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các tay súng thanh chiến một vụ tai nạn giao thông đã khiến 5 binh sĩ khác tử vong. Ngoài ra, 7 trường hợp bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Bộ trưởng Modi cho biết thêm rằng các lực lượng vũ trang đã tiêu diệt 100 phần tử cực đoan, phá hủy xe máy và nhiều vũ khí khác của các đối tượng tấn công tại khu vực cách thị trấn Ajero thuộc vùng Tilaberi khoảng 20 km về phía đông bắc. Các lực lượng chức năng đang truy tìm các đối tượng tấn công khác. Vùng Tilaberi nằm trong khu vực được gọi là ba biên giới giữa Niger, Burkina Faso và Mali. Khu vực này là nơi ẩn náu của các tay súng thanh chiến, đặc biệt là những phần tử liên quan đến tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở vùng Sahara mở rộng. Liên quan đến cuộc đảo chính Niger, ngày 24 tháng 9, Pháp tuyên bố sẽ rút 1.500 quân khỏi Niger trước cuối năm nay, sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính quyền quân sự và người dân Niger. Đến ngày 28 tháng 9, hàng trăm người ủng hộ chính quyền quân sự Niger vẫn còn tập trung trước căn cứ quân sự Pháp ở Niamey để yêu cầu quân đội Pháp rời đi. Cũng trong ngày 28 tháng 9, tờ African News dẫn lời ông Raymond Nilong Sima, thủ tướng mới được bổ nhiệm của chính quyền quân sự Gabon, rằng ông đang vạch ra kế hoạch tổ chức đối thoại quốc gia vào năm 2024 để mở đường cho Gabon quay trở lại chính quyền dân sự. Theo ông Sima, đối thoại sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024 vì mọi người dân đều có điều cần nói và đất nước không thể tiếp tục mãi trong tình thế chuyển tiếp dưới sự chỉ huy của quân đội. Tướng Price Oligui Nguyen lãnh đạo phe đảo chính và là tổng thống lâm thời của Gabon, hứa sẽ đưa đất nước trở lại chế độ dân sự thông qua các cuộc bầu cử sau thời gian chuyển tiếp, nhưng không cho biết thời kỳ chuyển tiếp sẽ kéo dài bao lâu. Ngày 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm dừng viện trợ cho Gabon sau khi quân đội tiếp quản đất nước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, việc đình chỉ viện trợ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Washington tại Gabon, bao gồm các hoạt động ngoại giao và hỗ trợ công dân Mỹ. Ông Blinken lưu ý, Động thái này phù hợp với các bước đi của cộng đồng kinh tế các quốc gia châu Phi, Liên minh châu Phi và các đối tác quốc tế khác của Mỹ. Giới chức địa phương cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật của Nga ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine, đã ngăn chặn âm mưu xâm nhập của một nhóm phá hoại. Trong một tuyên bố hôm 28 tháng 9, Trung tâm Phản ứng địa phương đã bác bỏ báo cáo rằng những kẻ phá hoại đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần các khu định cư Staroselie và Terebreno cả hai đều nằm ở phía tây của khu vực cách biên giới vài km. Giới chức cho biết nhóm phá hoại đã không xâm nhập được vào khu vực này. Bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng an ninh khác đang tham gia chiến đấu trên đường phân giới. Trung tâm phản ứng cũng nhắc lại rằng không có dân thường nào ở vùng Staroselie họ đã sơ tán khỏi khu vực này từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, cơ quan này phủ nhận thông tin cho rằng người dân đã được sơ tán khỏi Terebreno, nơi nằm cách xa biên giới hơn. Các quan chức cho biết lực lượng Ukraine cũng đã pháo kích vào các khu định cư ở vùng biên giới krasno đồng thời nhấn mạnh họ đang đánh giá mức độ thiệt hại. Trung tâm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ tấn công. Tuy nhiên, kênh Telegram Short của Nga đưa tin nhóm này gồm 8 người mang theo vũ khí nhỏ, lựu đạn do Mỹ sản xuất và chất nổ, cố gắng xâm nhập vào vùng Benkorod. Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng này đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có 4 người và cố gắng xâm nhập vào khu vực từ các hướng khác nhau. Nguồn tin tiết lộ cho biết thêm quân đội Nga không hứng chịu thương vong nào. Tất cả thành viên của nhóm trinh sát phá hoại đã bị đẩy lùi về sâu lãnh thổ Ukraine. Trong quá trình rút lui, một số thành viên của nhóm đã bị vướng phải bãi mìn. Trong những tháng gần đây, vùng Bengorod cùng với các khu vực khác giáp biên giới Ukraine đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine. Các vụ tấn công này đã khiến một số dân thường thiệt mạng và phá hủy một số cơ sở hạ tầng trong khu vực. Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine thực hiện nhiều nỗ lực khác nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga. Theo đài RT, một số cuộc xâm nhập này do quân đoàn tình nguyện Nga, bao gồm các chiến binh và những người theo chủ nghĩa phát xít mới chiến đấu cho Ukraine, cùng quân đoàn tự do Nga, một nhóm khác gồm những người đào tàu Nga. Trong diễn biến liên quan, thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Kiev hôm 28 tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các lực lượng Ukraine đang dần giành được chỗ đứng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg thông báo rằng NATO hiện đã có các hợp đồng khung tổng thể với các công ty vũ khí trị giá 2,53 tỷ đô la Mỹ để mua các loại đạn dược quan trọng. Vị quan chức này cho biết những hợp đồng đó sẽ cho phép các thành viên NATO bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt đồng thời tiếp tục nâng cấp đạn dược cho Ukraine, một yếu tố then chốt trong cuộc phản công chống lại Moscow. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Bắc Mỹ diễn ra trong bối cảnh những rắc rối về mặt ngoại giao ập đến với Kiev, trong khi ông nhận được cam kết mới từ Mỹ về viện trợ quân sự trị giá 325 triệu đô la Mỹ. Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh đang có tranh chấp với Ba Lan và sự xuất hiện của một cựu chiến binh Đức quốc xã tại Quốc hội Canada kể từ khi ông Zelensky trở về đã có thêm những tuyên bố về mối liên hệ của Ukraine với một tên lửa đã rơi xuống Ba Lan và vụ phá hoại đường ống giữa Nga và Đức mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp vào tuần trước khi ông gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà trắng cũng như lãnh đạo thành viên Quốc hội bao gồm cả lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer người đã nhắc lại sự cần thiết của sự hỗ trợ quân sự và tinh thần cho Kyiv chống lại Nga nhưng chuyến đi của ông Zelensky về phía bắc biên giới Mỹ đã bị phủ bóng đen khi Jaroslav Hanka, một người Ukraine bị cáo buộc phục vụ trong đơn vị Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, được khen ngợi tại cuộc họp quốc hội ở Ottawa vào ngày 22 tháng 9. Tình hình chính trị đang thay đổi tại Ba Lan và Slovakia sau những tranh cãi giữa Ukraine và hai quốc gia này liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc. Còn tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa đã tỏ ra rè rặt trước khoản viện trợ lớn tiếp theo mà Washington dành cho Kiev Tất cả những điều này đã làm dấy lên sự thiếu chắc chắn về cam kết của phương Tây trong nỗ lực giúp đỡ Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Theo giới phân tích, một khi sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine suy giảm, Nga chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để tiến lên, đặc biệt khi Ukraine đang thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không và nhiều loại vũ khí khác. Phương Tây từ lâu đã cam kết sẽ kề vai sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Nhưng trước lời kêu gọi cung cấp vũ khí không ngừng nghỉ của Tổng thống Zelensky và những bước tiến chậm chạp của Ukraine trên chiến trường, cùng sự cạn kiệt về ngân khố sau các khoản viện trợ khổng lồ trước đó, dấu hiệu bất hòa đã xuất hiện. Tuần trước, căng thẳng mới đã nổi lên khi Ukraine đệ trình đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, phản đối ba nước thành viên của Liên minh châu Âu là Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Ngũ cốc vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ chốt nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị tàn phá nghiêm trọng của Ukraine. Tuy vậy, việc mặt hàng này tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân ở các nước sở tại, buộc chính phủ Ba Lan, Slovakia và Hungary phải cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Sau khi Ukraine nộp đơn kiện lên WTO, cả ba quốc gia trên đều tỏ ra tức giận. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tập trung cho phòng thủ quốc gia. Chúng tôi không còn chuyển bất cứ loại vũ khí nào cho Ukraine nữa vì chúng tôi hiện đang cần trang bị cho Ba Lan những loại vũ khí hiện đại hơn. Ông Morawiecki nói, hầu hết các thiết bị quân sự của phương Tây và các nguồn cung cấp khác đến Ukraine thông qua Ba Lan. Ba Lan là một trong số các nước thành viên NATO ủng hộ Ukraine nhiều nhất sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev một số quan chức EU cảnh báo rằng sự dạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine và các nước châu Âu có thể mang lại lợi thế cho Nga vào thời điểm quân đội Ukraine chỉ đạt được những bước tiến chậm chạp, trong khi Moscow vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền Đông và miền Nam. Tổng thống Ba Lan Andrei Duda nói, tôi không tin rằng sự tranh chấp về mặt thương mại sẽ khiến các mối quan hệ đổ vỡ. Theo ông Duda, tuyên bố của Thủ tướng nước này có thể là nói đến những loại vũ khí mà nước này mới đặt mua và Warsaw chắc chắn sẽ giữ lại chúng để củng cố nền quốc phòng. Còn cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan tin rằng Ba Lan sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông Zelensky dường như đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ bằng cách trao giải thưởng cho hai tình nguyện viên nhân đạo người Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine là Bianka Jarliska từ mạng truyền hình TVN thuộc sở hữu của Mỹ và bác sĩ chiến đấu Damian Duda. Ông Alexei Danilov. Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đưa ra bình luận khi trả lời câu hỏi về tiến độ sản xuất tên lửa của Ukraine hiện nay. Nước này đã phải điều chuyển cơ sở sản xuất tên lửa ra nước ngoài. Theo người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, một số cơ sở lắp ráp tên lửa đã bị Nga đánh trúng trong các cuộc không kích. Ông cho biết Ukraine cam kết không sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các cơ sở bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên vị này ám chỉ rằng điều đó không áp dụng đối với vũ khí sản xuất trong nước. Ông cũng nhấn mạnh Kiev sẽ không tấn công thường dân. Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công bằng vũ khí của chính mình vào các cơ sở quân sự của Liên bang Nga. Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa, trong đó một số nhắm vào các tòa nhà dân sự ở Moscow. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thời gian từ ngày 17 đến 23 tháng 9, Moscow đã tiến hành tổng cộng 12 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với độ chính xác cao nhằm vào một loạt các mục tiêu quân sự của Ukraine. Theo các quan chức, một số cơ sở lắp ráp vũ khí, kho đạn và kho chứa vũ khí có độ chính xác cao đã bị đánh trúng trong các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố Kiev đã có thể sử dụng thành công loại vũ khí có tầm bắn 700 km. Ngay sau đó, ông Alexei Danilov đã đăng một đoạn video dài 20 giây trên X Twitter cho thấy hình ảnh giống như một tên lửa được phóng trong đêm một số phương tiện truyền thông Ukraine đã liên kết bài đăng của ông Danilov về chương trình tên lửa với tuyên bố của Zelensky về vũ khí tầm xa. 700 km có thể ám chỉ khoảng cách từ biên giới Ukraine tới Pskov, một thành phố ở phía tây bắc của Nga. Thành phố này chỉ cách Estonia, một thành viên NATO, 30 km. Một số máy bay vận tải quân sự đã bị hư hại tại sân bay Pskov vào sáng sớm 30 tháng 8 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ cả hai bên về loại UAV nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công hoặc chúng đến từ đâu. Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine đã nhiều lần khẳng định nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công vào lãnh thổ Nga vì Mỹ và các đồng minh không cho phép kép sử dụng tên lửa và UAV do phương Tây cung cấp cho mục đích này. Tuy nhiên, The Economist tiết lộ những người điều khiển UAV của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu vệ tinh và tình báo phương Tây để tránh hệ thống phòng không của Nga. những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại